것들이. 아, 그래요? 이쪽으로 좀... 본 게. 아, 언니들보다 네. 이쁘더라. Đây thì là mình đang có cái sản phẩm bổ não này. Ai mà bị đau đầu, hoa mắt chóng mặt mà muốn tuần hoàn máu não tốt, làm giảm nguy cơ đột quỵ ấy, thì là có thể uống cái sản phẩm này nhá, rất là tốt. Một hộp là 62 viên, uống được 62 ngày, giá của nó là 1.650.000 đồng. Anh chị em cô chú nào mà cần mua thì là nhắn tin cho mình nhá. Cái này ai mà say xe uống cũng rất là tốt luôn, hàng nội địa Hàn Quốc ạ. Chào tất cả mọi người, hôm nay hai vợ chồng mình về quê mọi người ơi. Và đằng trước đây là hình ảnh người mẹ nó đang đã nhặt rau. Đấy, mẹ mình đang nhặt rau cho con dâu mang về lấy đi ấy. Mở cửa ra phát thấy là bà đang ngồi. Mọi ngày thì mẹ mình đứng dậy nhưng dạo này chân đau, đã ngồi một lần đứng lên nó khó, cho nên là mẹ mình cũng không có đứng dậy luôn. Anh nhớ xin anh xin đâu. Mình bảo là mẹ cháu khán giả tí bà không nghe rõ. Đấy. Ê, thế sợ mà ăn chưa gì. Ông mà muốn đi ăn xin đấy. Mẹ mình mới làm tóc mọi người. Nè. Mẹ mình sẽ biết xong rồi lên đấy gặp các cụ xong rồi đi làm luôn. Tóc cũng phải lúc nào cũng phải làm cùng với lại bạn. Đây là mấy cái rau, cái này là nấu canh nhá mọi người. Yêu cả nước rồi nhá, không có rau của tụi mình. À, để xem mọi người. Chua ông mà. Kìa. Màu đen lắm mẹ ơi. Người già bên Hàn Quốc 10 người thì phải lên 9 người để tóc như này. Mà đây là rau xà lách. Cái rau xà lách này hôm qua mưa mọi người, cái này nó non lắm. Hôm qua ăn thịt thì lại không có. Trời, hôm nay thịt lại quá nhiều luôn. Tí là mình xin mẹ mình về, xin về một ít xong để ăn thịt cuộn. Đấy, cứ ngồi đây nhặt rau đợi con về. Cái chậu hoa này trước mẹ mình trồng bây giờ nó đã như này này, nhanh tàn nhỉ, được mấy hôm mà đã tàn rồi. Mà không biết là năm sau mình chăm nó có lên nữa không thì không rõ, nhưng mà hiện tại trông cũng được. Cái chậu này cũng đẹp này. Ở ngoài sân mẹ mình là đang phơi cái gì này mọi người ơi. Nhìn quen quen nhưng mà mình lại không có biết nó là cái cây gì nhỉ. Phơi để cho nó khô, ở bên trong nó có cái hạt ấy. Cái này như cho vào nấu cơm. Thời tiết cứ về đây là thời tiết nắng. Cái kiểu như là mình ở ở chung cư đó mọi người. Nó cứ cái khu đấy làm sao nhỉ. Ánh nắng nó vào ít, mình cứ cảm giác lúc nào cũng lạnh lạnh. Không về nhà thì về đây thì lại ấm. Biết cái hướng nhà mẹ mình thì ánh nắng mà trời nó chiếu thẳng vào luôn, lúc nào nó ấm hơn rất là nhiều. Chứ đồ cái xe sao dạo này tàn tạ kia ta. Rồi. Trời ơi, mẹ mình chắc tí mình phải lau cho bà một lần chứ nhìn nó hơi ấy nhỉ. Không phải có hàm tắc cá chơi ta. Anh chồng mà tí là lấy cái khăn ướt lau cho bà sao nhìn xe mới và hơi cũ tí. Kiểu mẹ mình đi lên dãy thì nó hơi bụi bặm. Mẹ mình là rất hay xem dự báo thời tiết nhá. Hôm nào mưa là bà biết ngay. Xong trước khi mưa thì có tí rác nào giấy thì là đốt vào đây. Một cái nồi này thì khi mà làm kim chi các thứ. Ủa, chưa được cái gì cả. Hầm xương à. Mẹ mình hầm xương ở trong đây này. Sợ tốn ga cho nên là bà đun cái chỗ bếp này. Cơm đã chín mọi người. Bây giờ mình sẽ xới lại nha. Ô chết rồi. Ta không mở đâu này ta. Cũng mày không biết ăn vô nữa. Anh thì thở được chưa mà. À thế sao? Thế sao? Rõ ràng là chín rồi nhưng mà không xoáy được ra nhỉ? Ừ. Ôi, cẩn thận hỏng ấy rồi. Có mà chú xin bác sĩ. Anh nhớ, có chồng anh làm gì? Ôi, chết rồi. Sao tự nhiên như thế ta? Đang bảo mở để sấy cơm nó ngon nhưng mà. Ừ. Ồ. Bảy phô. Đê. Đâm nhiều vào kìa, mẹ mình đang bảo thế đấy, ăn nhiều à. Ngon quá trời luôn. Nhưng mà hôm nay ăn cái món kia nó có cháo không, có ăn bằng cái cơm đâu. Bố nó cũng cho nó ngũ cốc với lại đậu đen các thứ như này và tốt cho sức khỏe lắm. Cho nên là học mẹ mình dạo này mình cũng nấu cơm như thế này mọi người. Không ta rủ tao là nhỏ. Ngon quá trời luôn. À, cái đấy á. Chúc mừng phụ nữ. À, để. Nó là trang bị gì cả cô gái. À, đây. Mẹ mình đang hỏi là hai anh rể có cuộc sống thế nào. Mẹ mình đang bảo là hai anh rể đẹp hơn hai chị gái. Cái đấy chắc hiểu mà. Để dẫn suy nghĩ nào có chắc hiểu sao làm. Để chết, bà đang bảo là hai anh khi là chúc cô man hiểu mà. Nè. Bà là bảo nhìn cao giáo đẹp trai lắm. Bảo mẹ ơi anh rể con bé tí à, đẹp hơn hai chị gái kìa.
trông hiền lành, bà hỏi là hỏi thăm có ăn uống được không, có làm được không. Bây giờ là đang xin mẹ 1 cân ớt bột nha mọi người. Ớt bột nhà gần hết cho nên là bà đang mở tủ lạnh nha kìa. Ớt này là phải để trong tủ lạnh tủ đá này mọi người, chứ không là cái màu nó sẽ nó không có được đẹp mà nó không ngon ấy, không được thơm. Kể cả táo đỏ, những cái đồ khô này mọi người cứ nên để trong tủ đá. Nhưng mà để lại cảm gì sẽ thấy sẽ chụp không ăn. Đến giờ tôi gói như lần chồng. Nè, nó mới được chưa? Mới được rồi. Vẫn tôi muốn của cho mi ra được. Nè. Mẹ đang bảo là hai anh rể ở cùng tỉnh này thì là thỉnh thoảng có em gái giúp là quá tốt rồi. Chứ đợt trước chị Nguyệt Bình thì nó vất vả. Thì mẹ anh bảo chắc là lần đầu cho nên là vất vả tí. Đây, mình sẽ mang cái này về. Xin mẹ. Cái chỗ này làm mì tôm mẹ mình cũng nhận được ở cái chỗ kia miễn phí. Nhưng mình mua thì cũng tầm khoảng 5.000 won gì đấy. Một hộp như thế này 6 gói. Đây là mẹ mình cho, bảo là mang về cho Đông Cơn với Minh Chu. Bây giờ mình bê lên cả nhà ăn cơm, mọi người thơm ngon lắm. Rất là thích ăn cái món này, ở nhà mình không làm được như thế này nè. Cho nên hôm nay là mình đã order ở nhà hàng á. Thực ra là thịt gà thì không thích đâu, tại vì nó bỏ, nó bé. Nhưng mà thích ăn cái cháo của nó. Bảo là con đã có cái này rồi mẹ ơi, mẹ không phải mang. Mình chỉ ăn cháo thôi chứ không thích ăn đấy nhỉ, ăn gà nhỉ. Gà kiểu như cái gà của Việt Nam thì còn được, chứ còn đây thì nó lại nói chung là như còn cống chim ấy, nó bé tí vậy. Mà xa thế à? Mẹ ăn bộ con này thôi. Đảo lên tí cho nó nóng, à, cho nó nhanh nguội quên. Chứ không phải nóng lắm, ăn với kèm với kim chi quá tuyệt vời luôn. Đã mà có cháo rồi mẹ này, sợ các con đói như nguyên một bát cơm to này, ai thích ăn thì ăn. Ngon lắm mọi người ơi. Có cái món này cho nên là mình đã dặn mẹ là không phải nấu cái gì hết. Nhưng mà kim chi với mấy món vặt kia là nhà có sẵn rồi cho nên là mẹ mình để rồi. Con thì bảo là để con đơm cho mẹ, mẹ thì bảo mẹ đơm cho con. Bảo mẹ không ăn hết đâu, con cứ san lại. Nói chung mẹ mình là già để ăn ít lắm mọi người. Nhiều khi là cũng không phải là bà nhường đâu, nhưng mà không ăn hết mà chia thành nhiều bữa. Đang đói. Nán ăn chúc chua hè. Mình bảo chỉ mình thích ăn chúc, ăn cái cháo thôi. Chứ còn ăn gà mình không thích. Đấy. Anh cũng phải ăn chúc. Anh sẽ ngồi đây tự múc. Anh mời cái thái đi xem nào. Thái đi. Anh mà chưa chúc chua hè. Ăn cháo rồi thái. Có chân gà. Một cái nhà mình order còn khó nha, tại vì đông khách. Thứ hai là cái món này người ta chế biến rất là lâu, gọi điện hai trước 2 tiếng. Xin mời mọi người ăn cơm cùng với gia đình mình. Cái gì nó chỉ sáng mới còn là tối thôi. Chúng ta chúc mừng chú ấy. Để nguội hàng xong rồi xúc ăn ấy, chứ ấy bây giờ nóng lắm. Ngon lắm. Sao y như kiểu miền Nam ấy ạ.
엄마 감자 많이 컸어요 엄마 거? 응 그거 홍게간장 아니요 감자 많이 컸어요 엄마 씻는 거? 우리 건 아직 안 참치가 줬단 게 네. 그리고 너 제일 커면 주고 또 현아 엄마 네. 주고 저 찌간짝은 한 번이라도 쪄먹으려 있는 우리 아니 아직 안 컸죠 네. 6월달 돼야 새나 이거 네. 그 집에는 하우스 쓰겠다 일찍 하고 이렇게 매가 bé trong một ăn uống thôi nhưng mà cũng đủ ăn ừ. 신 cơm mà ăn sụp đi ngô tạt chứ có một ngọt nè ừ. nhạt thì cho thêm mắm vào또 여기 있어. 네. 여기다 놔줄 거냐? 아니야. 뭐 너무 아침 맛나 없는 거죠? 엄마 저 주지 마세요. 응 안 줘 안 줘. 네. 뜨거워도. 아이 왜 그래? 아 미치겠다. 다 먹고 가야요. 천천히 먹어. 뜨거워서 못 먹으면 많이 찍어야 돼. 너무 많네. 맛있어? 응, 맛있어. 이제 엄마 내일 몇 시 가요? 내일? 응, 또 그 시간에 가. 같이 가서 멋지게 손대고. 손댈 것도 없어. 아침에 일하고 와서 가요? 응, 와서 가. 집에서 뭐 손댈 거 손대고. 아. 할 거 없어. 같이 가야 또. 집 와서 오늘은 지려서. 돈 안 냈어? 공짜로 가? 돈만 좀 내면 못 가지. từ nãy đến giờ là ba mẹ con mình đang nói cái chuyện mà sáng mai mẹ mình sẽ đi theo kiểu chùa chiền gì đó mọi người. Từ kiểu đến 2 tháng nay rồi mẹ mình đi ở đấy thì hầu như là tuần nào cũng đi, cứ thứ hai xong thứ tư thứ sáu, mỗi lần mang về thì là mua được rất là rẻ. Ví dụ như là một cái hộp trứng chẳng hạn, ở siêu thị người ta bán 7-8 nghìn, nhưng mà ở đây người ta bán cho các cụ chỉ có 1 nghìn đến 2 nghìn thôi. Mình nghĩ là để người ta mời gọi những người có tuổi ấy, thế nhưng mà mình đã nhắc mẹ mình rồi, đừng có tin quá. Tại vì lần trước ấy, thực ra là đã mất những 2 triệu won, là gần 40 triệu tiền Việt Nam đồng nha. Người ta sẽ nói là mua một cái gì đấy để cho gọi là con cháu làm ăn được phát đạt, rồi không gặp những cái chuyện xui xẻo ấy. Thế nhưng mà mẹ mình cũng không dám nói với anh Su, chỉ khoe với mình thôi. Nhưng mà mình đã nhắc rồi, mẹ đừng tin nữa. Bây giờ người Hàn ở bên Hàn Quốc ấy, nhiều khi cứ tin xong rồi ăn không chịu ăn, có bao nhiêu tiền là cứ đưa cho người ta là toi luôn mọi người. Cho nên là mình phải nói khéo, sợ anh Su anh biết anh mắng mẹ. Còn nhà mình thì để ý là ba anh em bên chồng nhà mình thì không ai tin cái đấy. Có làm thì mới có ăn, chứ không có kiểu như là đi cầu khẩn thỉnh may các thứ đâu, không có. Cho nên là mấy hôm nay mà mình hay nhắc khéo mẹ đấy, tin thì cũng gọi là vừa phải thôi, đừng quá đà. Có bao nhiêu tiền con cháu cho thì lại không dám tiêu, không dám ăn, xong lại đưa hết cho người ta thì đúng là khổ. Thì thôi bây giờ mình xin dừng video tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào, thành cảm ơn tất cả mọi người.